Tập 25. Nè, từ từ thôi. Công chúa, cảm ơn cô. Công tử, sao lúc nãy huynh nóng nảy quá vậy? Đợi Văn Thái Sư đưa qua ly hồn. Với lại lúc nãy Văn Thái Sư vừa gặp huynh, gọi huynh là Cơ Phát. Huynh họ Cơ, không lẽ có liên quan đến Cơ Xương Hậu Gia ở Tây Kỳ sao? Cơ Phát, chẳng lẽ tôi là Cơ Phát sao? Cơ Phát, được rồi công tử, huynh lại đau đầu rồi. Tôi thấy huynh đừng suy nghĩ nữa. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Khi tôi nghe nói cha cô liên minh với Triều Ca thì trong lòng tôi cảm thấy không được yên. Và khi nghe Văn Thái Sư nói muốn hại Cơ Xương, không biết tại sao tôi lại đi ngăn cản ông ấy. Nhưng mà dù cho tôi cố gắng suy nghĩ thì tôi cũng không nghĩ ra thật ra tôi là ai, thật ra là tôi ở đâu, tôi từ chỗ nào tới đây, tôi phải làm cái gì, tôi thật ra tôi là ai chứ. Tôi Công tử, huynh đừng có lo, từ từ nghĩ. Tôi tin là chắc chắn huynh sẽ hồi phục trí nhớ. Đúng vậy, công chúa của chúng tôi chính là thần y. Công chúa sẽ chữa khỏi cho huynh, giúp huynh hồi phục trí nhớ. Phải rồi, công chúa. Lúc nãy ở trước mặt của cha cô và Văn Thái Sư, nói tôi là phò mã của cô. Có hủy hoại danh tiết của cô hay không? Tôi... Muội, lúc nãy công tử gặp nguy hiểm, muội thấy lo lắng nên mới nói như vậy mà thôi. Không sao, đây chỉ là kế tạm thời. Nếu như công tử cảm thấy mình có phần thiệt thòi, vậy thì tôi xin lỗi công tử. Cái gì? Công chúa giúp huynh giấu đại quân, lừa gạt Văn Thái Sư, sao còn phải nói xin lỗi huynh nữa chứ? Con người của huynh tại sao quá đáng như vậy? Không, tôi không hề có ý đó. Vậy thì huynh có ý gì hả? Tôi chỉ sợ phá hoại danh tiếng của công chúa mà thôi. Thì huynh đã phá hoại danh tiếng của công chúa tôi lâu rồi. Tiểu Thúy, muội, công chúa giao chuyện này cho muội giải quyết đi. Huynh ngoan ngoãn qua bên đó ngồi cho tôi. Công chúa, muội thấy huynh ấy cứ ngờ ngờ ngáo ngáo, bây giờ muội không nói ra chắc công chúa không xuất giá được luôn á. Nhưng mà ta không muốn ép huynh ấy đâu. Công chúa không thích sao? Được thôi, muội sẽ đuổi huynh ấy đi. Công chúa cũng đừng lo danh tiết nữa. Ta đương nhiên là thích huynh ấy rồi. Vậy muội sẽ nói với huynh ấy giúp cho tỷ. Nói cho huynh biết công chúa của tôi vì huynh đã không màng đến danh tiết. Huynh định bù đắp thế nào đây hả? Bây giờ tôi cũng không biết thật ra tôi là ai nữa, thì tôi làm sao bù đắp cho cổ được đây? Công tử à, từ lúc tôi và công chúa đưa huynh về đây, công chúa đã không ăn không ngủ chăm sóc cho huynh, thậm chí còn giấu giếm đại quân cùng huynh ngủ chung một giường nữa. Vậy nếu như huynh không biết phải làm sao thì tôi nói cho huynh biết, công chúa đã giữ huynh ở lại trong căn phòng này, đã hủy hoại danh tiết. Không những như vậy, công chúa còn đắp chung mền với huynh, đã có đụng chạm da thịt. Có lẽ cả đời này ngoài huynh ra, công chúa không lấy được ai nữa đâu. Vậy... Vậy cái gì nữa chứ? Huynh mau giải quyết nhanh đi. Nếu huynh không đồng ý, công chúa đã nghĩ tới chuyện... Nghĩ tới chuyện gì? Không được, cô không được làm như vậy. Vậy huynh mau nói với công chúa của tôi đi. Nhanh đi mà. Công chúa, Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ có điều công chúa muốn xử phạt như thế nào, hoặc là muốn tôi bù đắp như thế nào, chuyện gì cũng được hết. Làm chuyện gì tôi cũng chịu. Không biết tại sao công tử từ trên trời rớt xuống tại Bắc Qua này đã để cho tôi gặp được huynh và đã cứu huynh. Tôi nghĩ chắc chắn đó chính là duyên phận. Trời ơi, ấy, thiệt tình công chúa của tôi ơi, tỷ không gấp như vậy mà cũng thấy gấp giùm tỷ. Đó chính là duyên phận. Với lại lúc nãy đại quân, người cũng đã cùng công chúa giấu Văn Thái Sư rồi. Điều đó chứng tỏ đại quân đồng ý cho công chúa và phò mã. Thiệt tình, huynh đừng có đứng đó mắc cỡ nữa. Huynh phải nói gì với công chúa đi chứ. Tiểu Thúy à, muội đừng có nói nữa mà. Công chúa à, muội nói đều là sự thật, chẳng lẽ không phải hay sao? Công chúa, tôi... Công tử, những lời Tiểu Thúy nói huynh đừng có để trong lòng. Huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi đi đây. Công chúa. Nè công chúa, công chúa. Công chúa thật sự quá tốt với ta rồi. Nhưng mà còn ta, ngay cả bản thân là ai mà ta cũng không nhớ ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao khi nghe Văn Thái Sư nói muốn hại Cơ Xương thì trong lòng ta vô cùng lo lắng. Ta... tại sao vậy? Thật ra ta là ai? Chẳng lẽ ta là Cơ Phát thật sao? Ta... Sao rồi chàng? Đúng đó, sư phụ. Vậy thì cuối cùng là cát hay hung, là tốt hay xấu vậy? Người mau nói cho mọi người nghe đi. Đừng để mọi người đoán hoài như vậy nữa, sẽ vất vả lắm đó. Phải đó thừa tướng à. Chẳng lẽ hai cha con họ không thể gặp mặt nhau nữa hay sao? Họ sẽ gặp mặt nhau một lần. Tướng công à, trước đây chàng nói họ không có cơ hội gặp nhau. Bây giờ có cơ hội gặp nhau rồi, tại sao chàng còn mặt mày ủ dột như vậy chứ? Thiếp biết rồi, chàng giả vờ lo lắng thôi. Thiệt tình là hại thiếp nãy giờ tim đập thình thịch lo muốn chết luôn. Bây giờ thiếp đã cho nó trở về bình thường rồi đó. Họ có cơ hội gặp mặt nhau. Có điều khi cha con họ gặp nhau thì chính là thời khắc Cơ Hầu gia hoang thệ. Hoang thệ? Hoang thệ nghĩa là sao? Ý của người là Hầu gia sẽ... Không phải chứ tướng công. Chàng nói như vậy tim của thiếp lại đập thình thịch nữa rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Hậu gia không thể nào chết như vậy được. Vì tình hình cụ thể ta cũng không biết. Có điều theo quẻ bói cho thấy thời khắc Hậu gia qua đời, vị công tử sẽ trở về nhìn mặt người. Tướng công, vậy khi nào Hậu gia sẽ qua đời? Gần đây sao? Chiêu đệ, nàng đừng có nói bậy. Nhưng mà Hậu gia thương nhớ nhị công tử, ngày cũng nghĩ, đêm cũng nghĩ. Bây giờ đã sinh bệnh rồi, có lẽ sớm muộn gì cũng không qua khỏi đâu. Trời ơi sư phụ à, quẻ báo này không có tốt, không tốt. Phải đó thừa tướng à, chúng ta cũng không thể nào để Hậu gia chết như vậy được. Xem ra đành phải làm trái ý trời rồi phu nhân. Chuyện như vậy thôi vậy đi, ta sẽ đi tìm xem nhị công tử đang ở đâu. Vậy chẳng biết nhị công tử ở đâu không? Chính là ở phương Bắc. Phương Bắc? Sư phụ à, con sẽ đi với sư phụ. Không cần đâu, Thổ Hành Tôn đi với ta là được rồi. Trong thời gian này ta biết mọi người đều muốn đến thăm Hậu gia, như vậy chỉ làm cho người càng đau lòng. Con cố gắng ngăn cản mọi người, có biết không? Thổ Hành Tôn. Thừa tướng. Thiên Quá đi tìm Thần Ân, ta tin là trên đường chúng ta đi sẽ gặp cậu ấy. Ngươi hãy đi chung với ta đi. Nếu như thực sự chúng ta tìm được vị công tử, cho dù làm trái ý trời, ta cũng sẽ giúp hai cha con họ gặp nhau mới được. Phát Nhi. Cha. Cha tỉnh rồi. Cha thấy trong người sao rồi? Cha không sao. Cha. Lôi Nhi, có phải con đang tìm tin tức của Phát Nhi không? Đúng vậy cha, con cũng đã đi tìm rồi, vừa mới trở về thôi. Con nghe nói cha cứ hôn mê suốt, cho nên con thấy rất lo lắng. Cha không có sao. Nhưng mà cha, con lo là... Lôi Nhi, có phải con muốn khuyên cha đừng tìm nhị ca con không? Không, cha, Hài Nhi không có ý đó. Không phải con kêu cha đừng nhớ nhị ca nữa, vì con hy vọng là cha hãy giữ sức khỏe của bản thân mình. Trái lại cha... Cha không sao. Đi. Cẩn thận. Lôi Nhi à, con hãy mau đi lấy dụng cụ bói toán ra cho cha. Cha, con thấy là không cần bói nữa đâu cha à. Cha nội lấy ra. Dạ. Sao vậy cha? Quẻ bói này nói gì? Nói sau khi cha chết, Phát Nhi sẽ tự động trở về. Không! Cha, nói sự thật là vậy. Con chỉ mong nhị ca đừng trở về nữa. Sao con lại nói như vậy? Cha, Hài Nhi không phải có ý đó. Trước giờ cha bói rất chính xác. Quẻ bói nói cha có chuyện gì bất trắc thì nhị ca mới trở về nhà. Vậy thì Hài Nhi chỉ mong cha được mạnh khỏe trường thọ, nhị ca mãi mãi đừng trở về nữa. Chỉ cần nhị ca không trở về thì cha sẽ được mạnh khỏe trường thọ. Chắc chắn cha sẽ không có chuyện gì hết, phải không cha? Đứa con khờ, không phải nói chết là chết đâu. Chỉ cần quẻ bói chịu thể hiện thì cha sẽ có cách giải quyết vấn đề. Có điều quẻ bói này tại sao không thể hiện nơi Phát Nhi đang ở chứ? Cha, chẳng lẽ cha không bói ra được nhị ca đang ở đâu sao? Cha được mọi người tôn xưng là thần toán, có gì mà không bói được chứ? Có điều bây giờ tâm cha không tịnh, khó mà bói ra được. Cha! Được rồi, con đừng lo. Cha muốn được yên tĩnh, sau đó mới bói tiếp. Đứng dậy đi. Đại quân, ngài xem, chính là chỗ này. Ồ. Thái sư, vậy như vậy được rồi sao? Ừ, đúng vậy. Lão phu đã lấy bát tự sinh thần của Cơ Xương và dán nó lên trên hình nhân. Lát nữa, lão phu chỉ cần niệm chú và làm phép thôi, thì Cơ Xương đó sẽ đào đến chết luôn. Ồ, nghe Thái sư nói vậy, Thái sư có phải bây giờ phải làm phép rồi không? Thái sư, mời. Cha lại bói nữa sao? Ừ. Bây giờ thì tâm trạng cha đã ổn định rồi. Ừ. Chắc chắn sẽ đoán ra Phát Nhi đang ở đâu. Ừ. Cha có sao không cha? Cha! Đột nhiên cha thấy đau ngực quá. Cha! 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 Cha có sao không cha? Cha! Thật ra có chuyện gì vậy hả cha? Cha! Ngực của cha! Ngực của... Cha! Cha có sao không vậy? Cha! Người đâu mà tới đây đi, nhanh lên. Dạ. Hậu gia, Hậu gia, Hậu gia, tiểu công tử, Hậu gia bị sao vậy? Tôi không biết nữa. Lúc nãy cha còn bói cho nhị ca tôi, không ngờ đột nhiên cha lại. Cha, cha, Hậu gia, cha, cha. Tiểu công tử, đỡ Hậu gia lên giường đi. Mau lên. Được. Cha. Cha, thật ra cha bị sao vậy cha? Tại sao cha lại như vậy? Cha. Tiểu công tử, sao Hậu gia đột nhiên lại bị như vậy? Tiểu công tử, có phải là dạo gần đây Hậu gia nhớ thương nhị công tử cho nên mới ra nông nổi này hay không? Tôi cũng không biết. Tôi nghe hai vị tướng quân báo tin dạo gần đây sức khỏe của cha tôi không tốt, nên tôi vội về thăm cha. Trước đó cha tôi vẫn còn rất mạnh khỏe, định bói xem nơi nhị ca ở, nhưng đột nhiên cha lại như vậy. Lúc nãy thừa tướng cũng đã bói một quẻ. Ngài nói vào ngày Hậu gia và nhị công tử gặp lại nhau chính là ngày Hậu gia rời khỏi cõi đời này. Ông vừa nói gì? Ông vừa nói cái gì? Ông nói tìm được vị công tử Hậu gia sẽ... Không có đâu. Không có chuyện này đâu. Không có chuyện này đâu. Cha, cha, cha sẽ không sao đâu. Cha, con sẽ không để cha chết đâu. Cha, Nếu như vị ca trở về thì cha đi khỏi cuộc đời này. Nếu như vị ca dám trở về đây thì chính tay con sẽ giết chết nhị ca. Tiểu công tử, Cha phải khỏe mạnh nha cha. Con không để cho cha chết đâu cha. Sư thúc của tôi đâu rồi? Thừa tướng bối ra, nhị công tử ở phương Bắc, cho nên ngài đã cùng với Thổ Hành Tôn tới đó tìm rồi. Phương Bắc? Thiệt tình. Văn Thái Sư à, ngài nói như vậy đã được rồi sao? Đúng vậy. Lão phu đâm kim độc vào ngực hình nhân. Vị trí đó là thất mạch của con người đó. Không bao lâu nữa Cơ Xương sẽ nằm liệt trên giường bệnh. Vậy tại sao Thái Sư không bắt hồn của ông ta một lần luôn đi? Chuyện này thì không thể nào gấp gáp được. Lão phu phải làm phép đến 3 lần. Đây mới là lần đầu đã tổn hại nhiều pháp lực của lão phu. Vả lại cuối cùng lão phu sẽ tự tay ngắt đầu của con hình nhân đó ra. Vậy thì Cơ Xương sẽ đầu mình 2 nơi. Thật sự lợi hại vậy sao? Nói vậy đại quân còn nghi ngờ lão phu sao? Được thôi, ngài có thể phái người tới Tây Kỳ thăm dò xem sao, xem có phải Cơ Xương đang nằm trên giường bệnh hay không. Thiệt tình Thái Sư à, chuyện này không cần. Đương nhiên ta tin rồi, Thái Sư pháp lực cao cường. Nói thật chứ đại dương có sự giúp sức của Thái Sư, xem ra bình định thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đại quân, chuyện bình định thiên hạ còn phải nhờ đại quân giúp đỡ nhiều hơn. Đến lúc đó lão phu bẩm báo đại dương để người phân thêm đất đai cho ngài. Vậy thì ta xin đa tạ Thái Sư trước nha. Được. Lại đó, ra đây. Ai đó? Là tôi đi. Phò mã. Sao vậy? Gặp mặt bổn quân quên hết lễ nghĩa sao? Bái kiến đại quân. Người đến đây có việc gì? Tôi thấy lo cho Thái Sư. Trước đây Thái Sư có nói dùng một hình nhân nhỏ nhoi thì có thể lấy được mạng của Cơ Xương. Cho nên tôi đã nghĩ, nếu chẳng may Cơ Xương bình an vô sự, đến lúc đó chắc Thái Sư sẽ mất mặt lắm. Người nói bậy gì đó. Đừng có nôn nóng. Phò mã, lúc nãy lão phu đã nói rất rõ ràng. Nếu như cậu không tin, cậu có thể tới Tây Kỳ nghe ngóng tin tức xem sao, xem Cơ Xương có phải đã bệnh nằm liệt giường hay không. Nhưng mà có chuyện này luôn khiến cho lão phu thấy nghi ngờ. Cậu đã khẳng định cậu không phải Cơ Phát, sao lại quan tâm đến sự sống chết của Cơ Xương Tây Bá Hầu? Tại sao cậu lại làm vậy? Đương nhiên phò mã phải quan tâm rồi. Cha, Thái Sư. Thiên Vũ à. Công chúa biết được, tại sao phò mã lo lắng chứ? Trước đây Thái Sư gửi thơ đến muốn liên minh tấn công Tây Kỳ. Ta đã nói chuyện này với phò mã. Phò mã một lòng muốn lập công cho Bắc Qua chúng tôi, cho nên... thì ra là như vậy à. Vậy tại sao trước đây lão phu muốn dùng hoa ly hồn thì phò mã lại phản đối chứ? Lòng trung của phò mã lão phu có thể hiểu được. Phò mã, lão phu có thể nói cho cậu biết, cho dù cậu lấy được qua ly hồn cũng vô ích, bởi vì lão phu đã lấy qua ly hồn làm phép trở thành hình nhân, với lại đã đâm kim châm vào ngực hình nhân, vị trí đó chính là thất mạch. Không bao lâu nữa Cơ Xương sẽ bệnh nằm liệt giường. Công chúa, tôi... Công tử, Quỳnh không cần nói gì hết. Tôi hiểu được tại sao huynh lại nghe lén cha tôi và Văn Thái Sư nói chuyện. Cảm ơn công chúa một lần nữa đã giải vây cho tôi. Không cần nói như vậy đâu. Tuy huynh đã mất trí nhớ, nhưng mà chỉ cần nhắc tới chuyện Cơ Xương sẽ bị hãm hại, hoặc là nói đến chuyện đánh Tây Kỳ, thì dường như huynh đã không còn khống chế được mình. Tôi nghĩ huynh là nhị công tử của Cơ Xương, Cơ Phát. Chẳng lẽ tôi là Cơ Phát thật sao? Cơ Phát tiếp chiêu. Cha, cha đừng tổn thương huynh ấy. Còn mà đánh ra đi. Công chúa, công chúa, con cũng to gan quá rồi. Sao con dám giấu một người đàn ông trong phòng chứ? Con làm cha thất vọng quá đi. Hôm nay ta phải giết hắn mới được. Ôi. Ôi. Cha, không đại được, đại vương không được. Xin cha. Cha. Đại vương. Hả? Con. Cha, con xin cha đừng giết huynh ấy. Đồ con bất hiếu, con tránh ra coi. Con không tránh. Nếu như cha muốn giết huynh ấy thì cha hãy giết luôn con gái của cha đi. Cái gì? Con nói lại lần nữa coi. Con muốn nói, nếu như cha muốn giết huynh ấy thì cha hãy giết luôn con gái đi. Con gái chấp nhận chết cùng huynh ấy. Công chúa. Được. Nếu con đã vì tên tiểu tử thúi này, cái chết con cũng không sợ. Hôm nay cha sẽ cho con toại nguyện. Đại quân đừng giết công chúa mà. Đại quân. Con gái. Con thật sự không sợ chết sao? Cha, con gái bất hiếu. Con gái biết làm như vậy là rất bất hiếu với cha. Nhưng mà trong lòng con thực sự thích huynh ấy. Nếu như huynh ấy chết thì con cũng không sống nổi nữa đâu. Công chúa. Đại quân, xin đừng giết công chúa. Tha cho công chúa và công tử đi. Đại quân, không phải người luôn mong muốn công chúa sẽ sớm thành thân hay sao? Công chúa đã thích công tử như vậy rồi, tại sao người không tác hợp cho họ? Với lại, trước mặt Văn Thái Sư người cũng đã thừa nhận công tử là phò mã rồi. Lúc đó ta nói theo như vậy hoàn toàn là gì? Danh tiết của Thiên Vũ thôi. Nếu đã như vậy thì người hãy cho công chúa và công tử được toại nguyện đi. Đại quân à, người nghĩ đi. Người đã nói với người ngoài công chúa đã có phò mã rồi. Nếu như người lại ra tay giết chết công tử thì công chúa sẽ trở thành một quả phụ. Vậy thì sau này công chúa làm sao làm người nữa? Cha, xin cha cho con được toại nguyện. Xin cha cho con được toại nguyện. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Cảm ơn cha đã tác hợp. Cảm ơn đại quân. Đa tạ đại quân đã không giết tôi. Không cần đa tạ ta. Ta không giết ngươi vì muốn giữ danh tiết cho con gái ta. Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại trốn trong phòng con gái ta? Ngươi từ đâu đến đây? Không nói thì đừng hòng sống sót. Ngồi dậy. Đại quân, tôi... Cha, huynh ấy đã mất trí nhớ. Huynh ấy không biết mình từ đâu đến, cũng không biết bản thân là ai. Hôm đó đúng lúc con và Tiểu Thúy đang cầu nguyện tại Hậu Hoa Viên thì huynh ấy từ trên trời rơi xuống. Tụi con đã đưa huynh ấy về đây. Con gái à, bây giờ con không biết cậu ta là ai, người tốt hay người xấu, có gia thất hay chưa. Con không biết cái gì hết thì con đã thích cậu ta. Còn ở trước mặt của Văn Thái Sư, nói cậu ta là tướng công của con nữa. Con gái ngoan của ta, sao con lại thiếu suy nghĩ như vậy? Cho dù huynh ấy là ai thì con cũng đã quyết định theo huynh ấy. Con định làm cho cha tức chết đây mà. Cha, công chúa, công chúa tốt với tôi quá. Nhưng mà giống như đại quân đã nói, ngay cả tôi là ai mà tôi cũng không biết nữa. Có lẽ đại quân đã nói đúng. Thân thế của tôi thật không xứng với cô. Cho dù huynh là ai, điều quan trọng là khi Tiểu Thúy thay tôi cầu nguyện một mối lương duyên, thì đột nhiên huynh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nghĩ là hai chúng ta rất có duyên. Công tử, tôi thật sự rất thích huynh. Tôi không cho phép bất cứ ai làm hại huynh đâu. Ân tình của công chúa đối với tôi, Cơ Phát này, đời này kiếp này sẽ không bao giờ quên. Cơ Phát này xin thề, suốt đời này kiếp này, suốt đời này kiếp này sẽ không phụ công chúa. Vậy Tiểu Thúy không làm phiền công chúa và phò mã nữa. Đúng rồi, công chúa, nếu ta thật sự là Cơ Phát, con trai của Cơ Xương, bây giờ cha muội lại liên kết với Văn Thái Sư đánh Tây Kỳ, phải làm sao mới được đây? Vậy muội đã có cách. Hả? Là cách gì? Bệnh của Hậu Gia càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Đến bây giờ vẫn không có tin gì về Phát Nhi. Mình biết phải làm sao đây? Phu nhân, Chiêu đệ, phu nhân, Vũ Cát, sao hai người lại đến đây? Người đang xách thuốc cho Hậu Gia sao? Từ lúc Hậu Gia biết người và Phát Nhi sẽ không có ngày gặp lại, bệnh tình càng ngày càng nặng. Ta thật sự rất lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Phu nhân, người đừng lo lắng quá. Bởi vì sư mẫu con đã nhờ sư phụ con rồi. Sư phụ con đã báo một quẻ xem về công tử và Hậu Gia có gặp nhau hay không. Đúng, tướng công của tiểu nữ đã bói một quẻ rồi. Đúng. Vậy kết quả quẻ bói là như thế nào? Chuyện này bây giờ sư phụ nói vị trí cụ thể thì vẫn chưa biết nữa. Nhưng mà chắc chắn là ở phương Bắc. Đúng. Phương Bắc. Cụ thể là ở đâu? Chỉ biết là phương Bắc thôi. Hiện giờ tướng công của tôi và Thổ Hành Tôn đã đi tìm Nhị công tử rồi, cho nên phu nhân ạ, xin người đừng lo lắng nữa ha. Hy vọng là lần này thừa tướng sẽ tìm được Phát Nhi về đây. Phu nhân, phu nhân. Lý tướng quân. Lý tướng quân. Phu nhân, Vũ Cát, hai người cũng ở đây à? Lý tướng quân, khanh tìm ta có chuyện gì? Có phải là Hậu gia đã... Thật không biết tại sao Hậu gia người đột nhiên lại ói ra máu và đã ngất xỉu. Hậu gia đã ói ra máu. Hậu gia, Hậu gia. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Giờ thiệt tình, bây giờ phải làm sao đây? Hậu gia ói ra máu ngất xỉu, bây giờ phu nhân cũng ngất xỉu luôn. Giờ biết nhờ ai tới cứu mạng đây? Ta nghĩ chỉ có thừa tướng mới cứu được Hậu gia. Nhưng mà thừa tướng đã cùng Thổ Hành Tôn đi tìm Nhị công tử rồi. Ta sẽ đi tìm thừa tướng, nhưng mà ta không biết ngài ở đâu. Tôi biết sư phụ đang ở đâu. Lý tướng quân, ông mau đỡ phu nhân đi, tôi đi tìm sư phụ. Đi mau, đi mau, mau lên. Vũ Cát, mau tìm sư phụ con về đây. Dạ. Phu nhân, phu nhân, người tỉnh lại đi, phu nhân. Bây giờ phải làm sao, phải làm sao đi, phu nhân, phu nhân. Thừa tướng, chúng ta đi theo hướng Bắc, nhưng mà phải đi tới khi nào đây? Ta cũng không biết nữa. Có điều quẻ bói vô cùng kỳ lạ. Ta chỉ bói ra Nhị công tử đang ở phương Bắc, nhưng mà vị trí cụ thể dù có bói sao cũng không đoán ra được. Với lại chuyện gì? Với lại ta đã bói ra Hậu gia và Nhị công tử lúc này tương khắc. Cũng may bây giờ họ chưa gặp nhau. Nếu như cậu ấy vẫn còn bên cạnh Hậu gia, e là kết quả chỉ có một thôi. Không phải cha chết thì là con chết. Hả? Sao? Không phải trước đây Nhị công tử luôn ở bên cạnh Hậu gia sao? Tại sao bây giờ lại khác chứ? Ngũ hành trước giờ vốn tương sinh tương khắc, thời gian không giống nhau sẽ có sự thay đổi. Cha con họ nếu thực sự là tương khắc thì cách giải quyết tốt nhất là tránh gặp mặt nhau, như vậy sẽ giảm tổn hại xuống mức thấp nhất. Ồ, thì đó là vậy. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường. Thiên Quá. Thưa tướng, Thiên Quá bái kiến thừa tướng. Nè Hoàng Thiên Quá, ngươi cũng quá đáng thiệt nha. Sao ngươi đi tìm Thần Ân lâu quá vậy? Hại bọn ta phải ra ngoài tìm ngươi nè. Tôi cũng muốn sớm trở về, nhưng mà Thần Ân bị thương nặng. Tại sao Thần Ân lại bị thương? Bây giờ ở đâu? Con thấy Thần Ân bị thương nặng, nhưng mà không biết cách chữa trị, đành phải đưa đến chỗ sư phụ con. Sư phụ con nói Thần Ân đã bị lôi điện đánh trúng. Vậy tại sao con lại ở lại đây? Con phát hiện được Thần Ân ở gần đây, cho nên con đoán là vị công tử cũng ở gần đây. Mấy ngày nay con đi tìm xung quanh nơi này. Vậy ngươi có hỏi Thần Ân là Nhị công tử đang ở đâu không? Tôi đã hỏi rồi. Cho dù Thần Ân có linh tính, nhưng mà không biết nói chuyện. Thần Ân chỉ nhìn về phương Bắc thôi. Phương Bắc? Phương Bắc là nơi nào của phương Bắc? Cứ đi theo phương Bắc thì sẽ đến Bắc Qua. Bắc Qua? Bắc Qua? Ê, thừa tướng, chẳng lẽ Nhị công tử ở Bắc Qua hả? Được rồi, Thổ Hành Tôn, ngươi biết thuật độn thổ, ngươi mau đến phương Bắc thăm dò xem, sau đó về bẩm báo. Rõ. Bây giờ Thổ Hành Tôn đã đi thăm dò rồi, ta nghĩ chúng ta ở lại đây sẽ an toàn hơn. Theo ta thấy, chắc chắn là Nhị công tử đang ở Bắc Qua. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Vũ Cát! Không phải ta kêu con ở Tây Kỳ sao? Sao con lại chạy đến đây vậy? Sư phụ à, không phải tự nhiên mà con chạy tới đây đâu. Thật ra là Hậu gia đã xảy ra chuyện rồi. Hả? Cái gì? Hậu gia đã xảy ra chuyện gì? Hậu gia hiện giờ người đã nằm liệt giường, không dậy nổi. Vũ Cát, huynh không đừng nói bậy đó. Tôi nói bậy sao? Bây giờ lúc nào rồi mà tôi còn dám nói bậy kia chứ? Sư phụ, lời con nói đều là sự thật hết. Bây giờ Hậu gia cả người đau nhức, toàn thân run rẩy, sắc mặt đen tối, còn nôn ra máu nữa. Bộ dạng của Hậu gia vô cùng đáng sợ đó. Chẳng lẽ Hậu gia bị yểm bùa? Tạm thời không nói nữa, mau theo ta trở về. Đi. Công chúa ơi, sao khi không công chúa lại ói ra máu vậy chứ? Bây giờ muội phải làm sao đây? Công chúa, con gái. Công chúa ơi, đại quân tới rồi. Con gái à, con gái. Trời ơi, con gái ta bị sao vậy nè? Công chúa, con gái ta bị sao vậy? Con gái con bị sao vậy? Công chúa, đại quân tới thăm tỷ nè, tỷ mau tỉnh lại đi. Cho dù có chết thì công chúa cũng phải trăn trối lại chứ. Tiểu Thúy, người nói bậy bạ gì đó. Con gái yêu quý của ta sẽ không sao đâu. Công chúa, đại quân tới thăm muội kìa, mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy đi con gái à. Đừng ngồi dậy. Con cứ nằm im đó. Rốt cuộc chuyện gì nào? Cha nghe nói con vừa ói máu lại ngất xỉu. Thật ra chuyện này là sao vậy? Đại quân, công chúa bị như vậy cũng tại đại quân hết đó. Tại sao vì ta chứ? Đại quân, tuy bình thường công chúa là người rất ôn hòa, nhưng mà tính tình ương ngạnh. Từ sau khi Văn Thái Sư đó đến đây, công chúa đã thấy chuyện gì đại quân cũng chịu theo ý Thái Sư, làm theo yêu cầu của Thái Sư. Cho dù đại quân biết Cơ Xương Tây Bá Hầu giống là người tốt, đại quân vẫn giúp đỡ cho Văn Thái Sư, dùng oai ly hồn để gọi hồn hại chết Tây Bá Hầu. Với lại cộng thêm chuyện của phò mã nữa, khiến đại quân giận dữ. Công chúa nghĩ là đã làm trái ý đại quân, làm đại quân không được vui, nghĩ mình không có hiếu thảo, cho nên ngất xỉu, cho nên ói máu sao? Các ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó hả? Cha. Sao? Con gái có lỗi với cha. Ây trời ơi, con gái ngoan của cha, con không có làm chuyện gì có lỗi hết mà ha. Đúng đó công chúa, muội muốn là con hiếu thảo thì phải giữ gìn sức khỏe. Từ nhỏ cho tới lớn, cha đều rất thương con, quan tâm con. Chỉ cần là đồ con thích, cha đều đáp ứng cho con. Nhưng mà con thật bất hiếu, con đúng là bất hiếu mà. Được rồi, đừng nói nữa, con đừng giận nữa mà ha. Nín đi. Đúng đó công chúa, muội muốn hiếu thảo với đại quân thì phải giữ gìn sức khỏe chứ. Muội làm sao mà yên tâm được chứ? Chắc chắn bây giờ cha đang giận muội lắm. Muội không muốn bản thân mình mang tội là con bất hiếu. Như vậy làm sao mà muội chịu được?